Xin chào các bạn. Tiếp theo video lần trước, video lần này tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào màn hình kỹ thuật dành cho người thợ sửa chữa của máy xúc lật WA600-6R hoặc WA500-6R hoặc -6. Các model này đều tương tự với nhau. Trước tiên các bạn muốn vào màn hình, các bạn phải biết tuần thục hai cái công tác lựa chọn số 1, công tác lựa chọn số 2. Công tác lựa chọn số 1 có nút quả tràng phía trên để chúng ta ấn đi vào và nút hình vuông phía dưới để chúng ta quay ra. Công tác lựa chọn số 2, mũi tên ở phía trên là chúng ta để đi lên và mũi tên ở phía dưới là chúng ta đi xuống. Để vào được chế độ dành cho người thợ kỹ thuật, các bạn phải sử dụng kết hợp hai công tác này một cách nhuần nhuyễn để chúng ta vào được màn hình. Như các bạn đã biết, chế độ dành cho người thợ kỹ thuật chỉ dành cho người thợ kỹ thuật chứ không dành cho người thợ vận hành. Các bạn vận hành, các bạn tuyệt đối không được vào trong chế độ này. Nếu các bạn vào chế độ này các bạn mà chỉnh sửa thì nó sẽ không phù hợp cho người thợ vận hành. Vì vậy, tôi xin nhắc lại, chế độ này chỉ dành cho người thợ sửa chữa. Đặc biệt, khi các bạn sửa chữa cũng như là khi thay đổi các thiết bị ở trên xe, các bạn cần phải thiết lập lại. Các bạn chú ý khi có lỗi thì toàn bộ các đèn cảnh báo ở phía trên chúng ta sẽ có lỗi, đặc biệt cảnh báo gì tam giác trung tâm này nó sẽ sáng lên và khi đó các bạn gì sẽ lỗi sẽ hiện thị ở trên cái màn hình này. Lỗi đầu tiên là lỗi hành động E01, E02, E03. Đối với người thợ kỹ thuật chúng ta cần quan tâm đến lỗi E03 hoặc E02 tùy. Và các bạn muốn xác định vào E03, E02 thì ở trong lỗi mã lỗi là cái gì, các bạn chỉ ấn gì công tác lựa chọn số 1. Xin lỗi, công tác lựa chọn số 2. Như vậy các bạn đã hiểu về công tác hai cái công tác lựa chọn số 1, số 2 này. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn để làm sao để chúng ta vào được. Đầu tiên chúng ta phải sử dụng hai cái công tác này, dùng tay để gì ấn cùng một lúc để các bạn nhìn tôi làm. Chúng ta dùng tay ấn. Khi dùng tay ấn này ấy, các bạn giữ khoảng 5 giây. Khi đó nó sẽ ra một cái màn hình như hình sau. Nó sẽ chuyển sang dạng input ID này, các bạn phải nhập vào mã số thì các bạn mới vào được. Như vậy để nhập vào mã số các bạn phải lựa chọn hai công tác số 1 và số 2 để các bạn nhập vào mã số. Chúng ta chọn nữa công tác số 1 ở phía trên và công tác số 2 ấn phía trên phía dưới để các bạn nhập vào mã số là 6491. Đây các bạn nhìn tôi làm 6491 các bạn nhớ. Như vậy sau khi chúng ta ấn 6491 rồi chúng ta ấn xác nhận nút số 1 enter thì nút chuột phía trên thì nó sẽ hiển thị ra ngay lỗi đầu tiên, đó là nối nội điện đúng không ạ? Khi chúng ta ấn tiếp vào xong thì nó sẽ hiện ra các mã lỗi mà chúng ta cần quan tâm. Ví dụ ở đây là mã lỗi số 1 đúng không ạ? Số thứ tự là 1 mã lỗi và các số thời gian mà nó xảy ra. Như vậy chúng ta có thể hiểu được. Tiếp theo chúng ta muốn có xóa hay không thì chúng ta ấn gì get all low clean thì chúng ta sẽ xóa được đúng không ạ? Như vậy các bạn nhớ là tiếp theo chúng ta ấn tiếp theo nó là lặn độ cơ khí đúng không ạ? Và nó sẽ hiển thị ra mã lỗi cũng tương tự như là mã lỗi ở nối điện. Tương tự như vậy chúng ta lần lượt đi các hạng mục tiếp theo thì chúng ta sẽ được là tổng nó có khoảng hơn chục hạng mục, tổng nó có khoảng hơn chục hạng mục. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn từng hạng mục một để các bạn sử dụng vào một cách. Tôi xin giải thích với các bạn từng hạng mục trong các mục trong các chế độ dành cho người thợ kỹ thuật. Đầu tiên các bạn nhấp vào 6491 để các bạn vào. Sau khi vào được rồi thì nó sẽ hiện lên cái màn hình đó là lối điện. Đối với lối điện thì các bạn cần chú ý là ở đây cái số thứ tự ở phía dưới đó là gì, tổng số lỗi. Và chức năng của màn hình này là hiển thị lối điện. Khi các bạn ấn vào trong thì nó sẽ cho ra gì các lỗi mà các bạn cần xem. Tôi xin giải thích với các bạn là cách
ký hiệu của từng chữ trên cái bảng mã lỗi này. Đầu tiên là số thứ tự của lỗi, cái thứ hai là mã lỗi và các bạn cần quan tâm để các bạn khi các bạn sửa chữa và cũng như là khi các bạn gì truy tìm nguyên nhân của máy. Cái thứ ba đó là gì, số lần mà nó có đã xảy ra cho xe chúng ta. Cái thứ tư đó là gì, cái thời gian xảy ra gần đây nhất, và cái cuối cùng đó là cái thời gian mà nó đã xảy ra lần đầu. Các bạn chú ý đối với lỗi điện này, trong tổng số chúng ta có gì, máy có thể lưu được 20 lỗi. Trong quá trình sử dụng mà các bạn mà không sử dụng đến thì tự nó sẽ xóa những cái lỗi cũ đi, nó chỉ để lại chúng ta 20 lỗi thôi. Còn trong các bạn trong trường hợp các bạn muốn xóa thì các bạn gì ấn gì xóa kết hợp nút lựa chọn số 1 và nút lựa chọn số 2, các bạn có thể xóa được, và khi đó chúng ta thì ấn xóa hết. Tiếp theo chúng ta sang đến màn hình thứ hạng mục thứ hai, đó là hạng mục gì về lỗi cơ khí. Lỗi cơ khí ở đây các bạn nhìn thấy là nó cũng có chức năng hiển thị y hệt như là lỗi điện và tính năng cũng như vậy. Số thứ tự đầu tiên là số thứ tự lỗi, cái số 2 là mã lỗi, cái thứ ba là tổng số lần hiển thị xảy ra, và cái thứ tư là thời gian xảy ra gần đây nhất, và cuối cùng là thời gian xảy ra lần đầu thì chúng ta nhập con xe này. Mã hạng mục thứ ba đó là hạng mục gì, về real time, tức là hạng mục về thời gian thực đó. Đó, các bạn chú ý. Các bạn dùng công tắc lựa chọn số 2, các bạn ấn vào hạng mục này thì các bạn sẽ tìm được các gì tính năng của toàn bộ các thông số của xe. Các bạn có thể đấy xem ở trên màn hình các bạn đây, đó là gì, các thông số ở đây các bạn có thể nhập vào trong cái mục real time này. Các bạn có thể xem được các thông số, toàn bộ các thông số của máy ở trên màn hình này. Các bạn chú ý, như ví dụ như là đây là nhiệt độ, khí bên ngoài là bao nhiêu, chỗ hiển thị như nào, rồi đây nhiệt độ dầu động cơ là bao nhiêu, hiển thị như nào, và nhiệt độ khí thải là bao nhiêu, hiển thị như nào. Đấy, như vậy là chúng ta vào mục real time, chúng ta có thể xem được toàn bộ các thông số thì thực trạng của máy hiện tại là như thế nào, kết hợp các bạn sử dụng gì, nút 1, nút 2, công tắc lựa chọn số 1. Như vậy cái hạng mục này là các bạn đã biết. Chúng ta quay sang đến hạng mục thứ tư, đó là gì, hạng mục gì, xi lan cắt in cắt out. Các hạng mục này để làm gì? Khi các bạn vào hạng mục này, các bạn có thể cắt một xi lanh, hai xi lanh, ba xi lanh, mục đích để làm gì, để chúng ta dừng kim phun, cắt tức là để dừng không cho kim phun nữa, để chúng ta biết được là gì tổng số lượng phun của máy có thay đổi hay không, để xác định được gì kim phun còn tốt hay là không, hoặc kim phun nào đã chết, hoặc tổng số kim phun của chúng ta tình trạng. Như vậy đối với cái xi lạ, đối với chức năng số 4 là chức năng thì dừng kim phun. Sang chức năng thứ 5 đó là chức năng gì, low injection. Low injection đối với chức năng này các bạn gì sử dụng để làm gì? Chức năng này có lẽ để sử dụng cho người thợ vận hành thì tốt hơn. Khi người thợ vận hành sẽ ấn vào chức năng này thì khi chúng ta để xe lâu, chúng ta ấn vào chức năng này, sau đó chúng ta quay ra chúng ta đề, thì khi chúng ta đề thì máy sẽ đề sẽ xoay hay này, và khi đó máy sẽ không kim sẽ không phun và máy sẽ không đổ. Mục đích của chức năng này đó là gì, bôi trơn động cơ khi mà động cơ thì để lâu ngày. Các bạn chú ý đối với cái chức năng này. Sang đến gì chức năng số 6 đó là chức năng gì, toning. Chức năng này để các bạn, mục đích để các bạn sử dụng khi là các bạn gì tháo lắp những gì thiết bị mới, những chi tiết mới mà sau khi chúng ta thay thế hỏng hóc, chúng ta thay thế chi tiết mới thì chúng ta phải vào chức năng này để gì cài đặt lại, để khi đó hộp đen của chúng ta mới gì nhận biết được là thiết bị của chúng ta. Còn nếu không, các bạn mà không cài đặt lại thì xe vẫn báo thiết bị của ta đã bị hỏng, đã bị lỗi. Vì vậy sau khi các bạn thay thế, các bạn thiết lập lại thiết bị mới, các bạn phải vào chức năng này để các bạn gì cài đặt lại các thông số. Chức năng số 6 tiếp theo đó là chức năng gì, maintenance monitor. Maintenance tức là giám sát gì bảo dưỡng. Chức năng này có nhiệm vụ là
Khi các bạn vào chức năng này, các bạn có thể cài đặt lại các thông số về bảo trì, bảo dưỡng, thời gian ban đầu, hoặc là ví dụ như là thời gian đọc ban đầu xe đạp chúng ta là 500 giờ, nhưng mà bởi vì chúng ta dầu chúng ta là kém quá, chúng ta thay đổi cái thời gian là 200 giờ thôi, thì đèn cảnh báo nó sẽ báo chúng ta đi thay, ví dụ như thế, hoặc lọc cũng như vậy. Đó là chức năng của một Magellan Monitor này. Cũng có thể các bạn không cần chức năng cảnh báo về bảo trì nữa, thì các bạn có thể vào chức năng này, các bạn gì dừng nó, tắt nó đi. Đó. Chức năng tiếp theo đó là chức năng gì, Operation Information. Chức năng Information là chức năng này là chức năng hiển thị thông tin vận hành. Đó. Mục đích khi các bạn vào chức năng này thì các bạn có thể xem xét được cái gì? Các bạn có thể xem xét được là gì? Số nhiên liệu các bạn tiêu thụ là bao nhiêu, bao nhiêu km, bao nhiêu lít trên 1 giờ, bao nhiêu lít trên 1 km, tổng số tiêu thụ nhiên liệu ở trong chế độ A, chế độ B hoặc chế độ C tùy là bao nhiêu lít trên 1 giờ, các bạn biết được chính xác là lượng tiêu thụ nhiên liệu là bao nhiêu. Chức năng tiếp theo đó là gì, chức năng snapshot. Chức năng snapshot này có chức năng là gì, khi các bạn muốn mua xe về, các bạn gì muốn chụp nhanh, hay nói cách khác tức là chụp nhanh dữ liệu của xe để chúng ta lưu vào bộ nhớ, để cho xe biết được là thông số mới của xe là như thế này. Sau một thời gian sau các bạn sử dụng, các bạn có thể lấy cái dữ liệu mới ban đầu đó để các bạn gì lôi ra, các bạn so sánh xem là giữa xe đã sử dụng với cả xe thông số ban đầu nó khác nhau cái gì, và khác nhau bao nhiêu, chúng ta có thể đi sửa chữa hoặc thay thế. Thường thường chức năng này thì dành cho các đại lý hoặc các nhà máy, ít khi người sử dụng, hoặc các bạn cũng có thể các bạn sử dụng được. Đó, các bạn chú ý. Chức năng tiếp theo đó là chức năng gì, Off Selection. Chức năng này là chức năng lựa chọn thiết bị. Chức năng lựa chọn thiết bị này là các bạn thì chọn lựa các thông số về xe các bạn sử dụng liên quan, ví dụ như là xe đâm chắc, xe tải chiều cao là bao nhiêu, các bạn có thể vào chức năng này thì các bạn chỉ lựa chọn thiết bị để làm sao sử dụng thiết bị của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Đó. Chức năng thứ sáu, ví dụ vào đây chẳng hạn, các bạn có thể đặt được, đúng không ạ? Chức năng tiếp theo đó là chức năng gì, lựa chọn loại máy. Các bạn loại máy của chúng ta là máy WA600. Thường thường những chức năng này các bạn chú ý để dành cho các nhà máy hoặc các chuyên môn, nhà chuyên môn. Ở chức năng cuối cùng đó là chức năng gì, khởi tạo thông số ban đầu. Chức năng này cũng như vậy, để dành cho gì, bên nhà máy họ khởi tạo thông số ban đầu cho xe. Các bạn chúng ta không quan tâm đến chức năng này. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong toàn bộ các hạng mục trong danh sách màn hình của thợ kỹ thuật. Mọi đóng góp gì các bạn có thể gửi về địa chỉ email lợn.comasovietnam@gmail.com, hoặc các bạn cũng có thể comment phía dưới, các bạn có thể like và đăng ký để các bạn được nhận nhiều các thông tin về chuyên sâu về xe, các loại xe của Komatsu. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này cũng như là video sắp tới và cũng như là video qua. Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email loi.comasuvietnam@gmail.com. Tôi xin hồi đáp một cách nhanh nhất. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn.